Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Dịch giả Diệu Âm, nhà xuất bản Hồng Đức, tập 13. Cư sĩ Giang Vật Tử, đệ tử của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, nói về Pháp Sư Tịnh Không. Lão Hòa Thượng, tôi thấy Ngài giảng kinh thì nhớ đến Thầy. Phong cách của Ngài thật tự tại. Phim tài liệu Người Thầy Tuyết Công tôi quen biết. Cư sĩ Vu Lăng Ba, đệ tử của cư sĩ Lý Bỉnh Nam, viết truyện về Pháp Sư Tịnh Không. Lược truyện về Pháp Sư Tịnh Không Vu Lăng Ba. Pháp Sư Tịnh Không chuyên hành pháp môn tịnh độ nhiều năm ở Đài Loan, Mỹ, Canada và các nước Đông Nam Á. Ngài là Pháp Sư Hoàng Dương Pháp Môn Niệm Phật sau hai vị lão cư sĩ Hạ Liên Cư và Lý Bỉnh Nam. Những năm gần đây, Ngài thành lập Tịnh Tông Học Hội ở các nơi, phân hội khắp Đài Loan, Mỹ, Canada. Tịnh Sư tục họ Từ, tên Nghiệp Hồng, người huyện Lư Giang, tỉnh An Huy. Sinh năm 1927. Ba của Ngài đảm nhận công chức. Vì vậy, từ nhỏ theo ba mẹ sống nơi đất khách ở thị xã Kiến Âu, tỉnh Phúc Kiến. Ở Kiến Âu, nhận được sự giáo dục tiểu học. Thời kỳ kháng chiến Trung Nhật, học trường trung học công lập Đệ Tam. Năm 1945, kháng chiến thắng lợi. Năm 1946, cả nhà Ngài về đến Nam Kinh, học ở trường trung học đệ nhất thành phố Nam Kinh. Năm 1947, ba của Ngài vì bệnh mà qua đời, không có nhà cửa đất đai. Do vậy mà Ngài thất học, tham gia quân đội, làm công việc dân sự. Năm 1949, nội chiến mãnh liệt, Bắc Kinh Thượng Hải rút lui. Tịnh Sư theo quân đến Đài Loan, phục vụ ở học xã thực tiễn, đảm nhiệm công tác quản lý tư liệu. Thiên tánh Tịnh Sư hiếu học, giờ nghỉ thì nghiên cứu đọc khổ văn kinh sử, nỗ lực không ngừng. Năm 1953, tiên sinh Phương Đông Mỹ giảng kinh ở học xã thực tiễn, thị xã Đồng Thành, tỉnh An Huy. Tịnh Sư dùng thân phận hầu học đồng hương đến chỗ ở để yết kiến giáo sư Phương. Tiên sinh Phương là đại sư triết học, dốc hết sức dẫn dắt người hiểu biết ít, vô cùng xem trọng đối với vị tiểu đồng hương mới 26 tuổi này. Nhận lời chủ nhật mỗi tuần giảng triết học cho Ngài 2 tiếng đồng hồ. Ban đầu giảng lý tắc học, tiếp theo giảng triết học phương Đông và phương Tây. 3 năm như vậy. Sau đó năm 1977, tiên sinh Phương tạ thế. Tịnh Sư chăm sóc cuộc sống của Phương phu nhân cho đến cuối đời. Trong khoảng thời gian này, khi đến giảng dạy đến phần Phật học, tiên sinh Phương giới thiệu Ngài ý kiến đại sư Chương Gia, lãnh tụ của Phật giáo. Đại sư cũng đồng ý mỗi tuần dạy một lần, cũng học 3 năm như vậy. Năm 1958, Tịnh Sư muốn tiến thêm một bước nghiên cứu lý luận Phật giáo nên mới từ chức, đến Đại Trung nhập môn hạ của Đại Đức Phật giáo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Y lão nhân Tiết Lư học Phật, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam hiểu Tiết Lư. Lão nhân Tuyết Lư mở lớp cho một mình Tịnh Sư, giảng dạy duy thức học, kinh luận tịnh độ, đặc biệt càng hết lòng giảng dạy Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Lúc đó Tịnh Sư ở trên gác lửng trong thư viện Từ Quan của Đại Trung để học Phật Pháp, không suy nghĩ vật chất, cuộc sống thô sơ, thế là lại khổ học 10 năm. Thời gian học ở Đại Trung, nhân duyên chín mùi. Năm 1959,
Ngài đi đến Đài Bắc, đến chùa Lâm Tế, núi Biên, xuống tóc xuất gia với lão pháp sư Bạch Thánh, pháp danh Tịnh Không. Năm 1961, Ngài thọ cụ túc giới ở chùa Hải Hội, cùng với các pháp sư Tường Vân, Thánh Nghiêm là giới huynh đệ. Sau khi Tịnh sư xuất gia, lại về Đài Trung theo lão nhân Tuyết Lư học các kinh luận Hóa Nghiêm Kinh, Tịnh Độ Tam Kinh và Pháp Tướng Tông của Duy Thức, đồng thời nhận giảng dạy tại Phật Học Viện chùa Nam Phổ Đà. Năm 1967, Ngài rời khỏi Đài Trung đến Đài Bắc, đảm nhiệm thư ký của chùa Lâm Tế, núi Viên, giáo sư ở Phật Học Viện Tam Tạng chùa Thập Phổ. Năm 1969, nhận lời mời pháp sư Tinh Vân, Ngài đảm nhiệm giáo sư kiêm chủ nhiệm giáo vụ của Học viện Phật giáo Đông Phương Phật Quang Sơn. Sau này trở về Đài Bắc, Ngài đảm nhiệm giảng sư Đại chuyên Phật học giảng tọa chùa Tùng Sơn. Năm 1976, giảng tự Từ Văn, thành phố Tam Trọng, Đài Bắc thành lập Nội Học viện Trung Quốc, lễ thỉnh Tịnh sư làm viện trưởng. Học Phật với một môn thâm nhập là lý niệm nhất quán của pháp sư Tịnh Không. Năm 1969, khi Ngài nhận dạy ở Phật Học Viện Đông Phương Phật Quang Sơn, liền kiến nghị pháp sư Tinh Vân để cho mỗi học sinh chuyên học một bộ kinh. Ngài nói với pháp sư Tinh Vân: "Pháp sư à, như vậy 10 năm, 20 năm sau Phật quang của ông sẽ chiếu khắp toàn cầu đó." Pháp sư Tinh Vân nói: "Tốt thì tốt, nhưng như vậy không giống Phật Học Viện nữa. Lớp của Phật Học Viện mở phải giống với các trường học khác, các môn đều phải học. Như vậy lý niệm của pháp sư Tịnh Không không thể thực hiện." Tại sao pháp sư Tịnh Không lại có lý niệm này vậy? Bởi vì trước kia Ngài theo Đại Đức Tịnh Độ lão cư sĩ Lý Bính Đam học Phật, Lý lão chuyên Hoằng Dương pháp môn Tịnh Độ. Đối với Phật học, ban đầu Tịnh sư rất siêng năng chăm chỉ với pháp tướng của Di Thức học, từng học Di Thức học nhiều năm với lão nhân Tuyết Lư. Lão nhân Tuyết Lư là đệ tử nhập thất của đại sĩ Mai Hiệt Vân, người nổi tiếng về Di Thức những năm đầu dân quốc. Nguồn gốc từ đây, do lão nhân Tuyết Lư viết một bài tựa cho tác phẩm Tướng Tông Cương Yếu tái bản, có thể thấy quan hệ kế thừa của Tịnh sư. Tướng Tông Cương Yếu chánh tục thiên hợp sang tự, nội điển Tam Tạng là quỷ phạm của pháp thế và xuất thế. Thầy tôi là đại sĩ Hiệt Vân Mai Quang Hy, hiếu liêm cử nhân ở Nam Sương, thời Thanh thoái vị làm chức thu quan, quy y Phật giáo, nghiên cứu pháp tướng học, là người tinh thâm bậc nhất trong chúng. Phàm là người học tướng tông đều tôn sùng thầy. Sự lưu thông của sách này là thầy không ngại vì hậu học mà viết. Vào thời kỳ từ bạn hồi chiếu, tôi đến Đài Loan để lánh nạn ở 25 năm, sự nghiệp chưa dám ngừng nghỉ. Pháp sư Tịnh Không lấy sách Pháp Tướng Cương Yếu làm quà tặng, vui vẻ từ chối mà nói: "Sách này 50 năm trước đã đọc thuộc." Tịnh sư nói: "Sách chưa phải lâu như vậy." Tôi liền nhận và xem sơ quyển sách, thì ra là tục biên, kinh ngạc mà nói: "Tôi thị giả đại sĩ hơn 20 năm, thời gian đó trôi dạt khói lửa chiến tranh, 10 năm không có chỗ ở ổn định. Do thời duyên như vậy nên chưa từng thấy. Nay thấy được trên đảo Đài Loan xã hội tiểu khang khiến nó biến đổi như thế sao?" Tịnh sư kể lại lý do tình cờ có được, liền dự định chánh tục hợp sang. Tôi khen ngợi là tốt và ủng hộ Tịnh sư làm việc này. Tịnh sư lấy nền tảng Duy Thức học
thâm nhập kinh tạng. Do đó sau khi thọ cụ túc giới, thời kỳ hoằng hóa ở trong và ngoài nước, Ngài giảng Hoa Nghiêm Kinh, Pháp Hoa Kinh, Lăng Nghiêm Kinh, Viên Giác Kinh, Kim Cang Kinh và các kinh điển Tịnh Độ gần 30 năm. Ngài ở Đài Loan lần lượt xây dựng các đơn vị hoằng pháp như Pháp Thí Hội Hoa Tạng, Tinh Xá Hoa Nghiêm, Thư Viện Thị Thính Phật Giáo Hoa Tạng, Giảng Đường Hoa Tạng, Quỹ Giáo Dục Phật Đà. Trước tiên mở đầu nếp sống, sử dụng phương pháp giáo dục thị thính, chế tác băng ghi âm, băng ghi hình, giảng kinh Phật Pháp số lượng lớn, phân tặng cho xã đoàn và tín chúng các nơi trên thế giới. Những năm gần đây vận chuyển số lượng lớn kinh sách đến Đại Lục, hỗ trợ phục hưng Phật giáo Đại Lục. Năm 1982, Pháp Sư nhận lời mời của tín chúng bên Mỹ đến Mỹ để hoằng hóa. Lúc đó xã Phật học Dallas ở Texas biết Pháp Sư đến Mỹ, lễ thỉnh Pháp Sư đến Dallas giảng kinh. Trước đó Pháp Sư xuất gia đến Dallas hoằng pháp, chỉ có 3 vị Pháp Sư Tịnh Hải, Vĩnh Tinh, Hoàng Ý. Tịnh Sư là Pháp Sư đầu tiên từ Đài Loan đến Dallas. Ngài ở Dallas giảng A Di Đà Kinh yếu giải. Tịnh Sư biện tài vô ngại, làm cho thính chúng pháp hỷ sung mãn. Từ đó trở về sau, nhận lời mời của tín chúng ở đó, mỗi năm Ngài đều đến Dallas hoằng hóa. Năm 1985, Tịnh Sư đến Mỹ lần thứ 3. Trước tiên nhận lời mời của Hội Nghiên cứu Học tập Hoa Nghiêm ở Los Angeles, ở Trung tâm Phục vụ Văn hóa Trung Quốc, Trung tâm Văn hóa Ba Nhĩ Lai Ngang, chia nhau giảng A Di Đà Kinh yếu giải, nghiên tập báo cáo, báo cáo những điều nghiên cứu học tập từ A Di Đà Kinh yếu giải 7 lần, giải thích mới kinh nghĩa, rút gọn dễ hiểu, làm tín chúng ở Los Angeles không ngừng tán thán. Tiếp theo lại bay đến San Francisco, lại chia nhau ra báo cáo nhiều lần cùng một đề kinh ở các từ viện. Tháng 8, Ngài bay đến Dallas, vẫn giảng kinh điển Tịnh Độ, làm cho thính chúng cảm động sâu sắc. Xã viên xã Phật học Dallas đổi mới tên xã thành Đạo Tràng Tịnh Tông, lễ thỉnh Tịnh Sư làm đạo sư và đổng sự trưởng danh dự, thỉnh cầu Ngài ở lại lâu dài dẫn chúng tu trì. Pháp Sư cảm động bởi thành ý của đại chúng, đồng ý tạm ở lại trong xã, sau đó mỗi năm đến Dallas dẫn chúng cộng tu. Năm 1988, nhân duyên chín mùi, xã Phật học Dallas đổi tên thành Liên xã Hoa Tạng, Hội Phật giáo Dallas để thỉnh Tịnh Sư làm đạo sư chủ trì hội vụ. Năm sau, Thư viện Phật giáo Hoa Tạng ở Đài Bắc, Đài Loan, Đạo tràng Đài Bắc của Pháp Sư Tịnh Không, Liên hiệu đồng tu tổ chức Tịnh Tông Học hội Hoa Tạng, vẫn do Pháp Sư Tịnh Không lãnh đạo chủ trì, mà Liên xã Hoa Tạng ở Dallas cũng đổi tên thành Tịnh Tông Học hội, Hội Phật giáo Dallas, Mỹ. Pháp Sư Tịnh Không đôi khi phải đến các nơi hoằng hóa, không thể ở lâu trong học hội, do Pháp Sư Ngộ Trần, đệ tử của Tịnh Sư ở lại chủ trì. Nhân duyên Thư viện Hoa Tạng Đại Bắc thành lập Tịnh Tông Học hội, Viện trưởng Thư viện Hoa Tạng Đại Bắc và Đổng sự trưởng Tịnh Tông Học hội, cư sĩ Hàng Anh viết một đoạn văn trong Duyên khởi Tịnh Tông Học hội. Đại Đức Giác Thế Tôn thương xót chúng sanh hữu tình, thị hiện thành chánh giác, tùy căn cơ diễn giáo. Tuy có đại tiểu quyền thực khác biệt, mục đích chủ yếu là khiến cho tất cả chúng sanh khai ngộ, chứng nhập tri kiến của Phật, đạt đến cứu cánh thành Phật. Thế nhưng chúng sanh đời mạt pháp, nghiệp chướng sâu nặng, trí cạn phước mỏng,
khó gặp thiền trí thức, chư thể lập tức thông suốt bổn hoài độ sanh của Phật. Vì vậy, đặc biệt khai thị pháp môn tịnh độ, một đời viên mãn thành tựu phổ độ tất cả chúng sanh. Năm xưa, đại sĩ Mai ở Nam Sư nói: quả nhiên có thể thọ trì tu hành như Phật dạy, chẳng những nhổ trừ được quả khổ của tương lai, thực sự đã thu hoạch được lợi ích hiện tiền. Nếu không phải là người chân chánh tu tịnh nghiệp thì không cảm thấy vi diệu. Như kẻ chưa từng lội qua biển giáo thì làm sao biết được độ sâu của nó. Lại nói, ngày xưa muốn hoằng dương Phật pháp, nhất định phải đề xướng pháp môn tịnh độ. Tịnh Tông Học Hội là do đại sĩ Hạ Liên Cư đề xướng tổ chức chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ sau đại chiến. Pháp sư Tịnh Không hoằng dương Phật pháp đại thừa hơn 30 năm, biết rõ điểm tựa của tông này đích thực là mười phương ba đời tất cả chư Phật đều dùng pháp môn niệm Phật độ chúng sanh thành Phật. Cho nên gần 10 năm nay ở các nước như Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Mỹ, Canada, Úc Châu cực lực tuyên dương, lại cho in đại kinh và chú giải có hơn 3 triệu quyển lưu hành trên khắp mười phương. Hy vọng Tịnh Tông Học Hội có thể phổ biến đẩy mạnh khắp trên toàn cầu. Nguyện chư đại thiện tri thức đều có thể hoằng dương diễn giảng chánh pháp, chỉ rõ nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi, biểu dương Phật tánh chân thường, tán thán tịnh độ thù thắng, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu hành, cầu nguyện vãng sanh, viên mãn thành Phật đạo, lập chí phát thệ nguyện tuyên truyền và giáo hóa, khiến cho dân chúng khắp nơi đồng sanh cõi tịnh độ. Đây là mục đích lý tưởng duy nhất thành lập bổn hội. Các liên hữu đồng tu trong bổn hội, tu học lý luận, tất cả đều tuân theo tu học tịnh độ ngũ kinh và tịnh độ thập yếu, đặc biệt là Vô Lượng Thọ Kinh, bản gọi tập của cư sĩ Hạ, Di Đà Yếu Giải, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Nhất định phải y theo ba bộ kinh này tu học, dốc hết toàn lực nghiên cứu học tập kinh luận đại thừa mới có thể tương ứng với Tịnh Tông. Lời bạc của Hoàng Niệm Công tại trong Vô Lượng Thọ Kinh có ghi: khổ vui, yêu thích, chán ghét đều là lý sanh cảm ứng với Phật. Phát huy đến tận cùng nghĩa lý của hiện giáo và mật giáo, tánh và tướng, sự lý và nhân quả bao gồm không thiếu sót. Cho nên người có chí hướng đại thừa nhất định đọc bộ kinh này, người có lòng cứu thế nhất định phải hoằng dương bộ kinh này. Những vị liên hữu đồng tu Hoa Tạng cảm nhận sâu xa lời khai thị của đại sĩ Hạ Liên Cư và Hoàng Nghiệm Công, quyết chí y giáo phụng hành, bèn thành lập Tịnh Tông Học Hội Hoa Tạng và lễ thỉnh Pháp Sư Tịnh Không hướng dẫn mọi người tu học. Hằng năm cộng tu tịnh nghiệp, cùng nhau học tập đại kinh, đề xướng hoằng dương kinh này, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Đây là nhân duyên đại sự từ vô lượng kiếp hiếm có, khó gặp. Dám không trân quý thời cơ này sao? Nguyện tôi và đồng tu tăng tục cùng nhau khích lệ, Tết Nguyên Đán năm Kỷ Tỵ, tịnh nghiệp học nhân Hàng Anh kính lễ tại Thư viện Phật giáo Hoa Tạng. Năm Kỷ Tỵ là năm 1989, Tịnh Tông Học Hội thành lập năm 1989. Tịnh Tông Học Hội của Đa Lát lúc đó ban đầu vẫn ở địa chỉ cũ của Hội Phật Học Đa Lát, tức số 422 đường Apollo. Năm 1993,
ở gần địa chỉ cũ, tức là số 501 trên cùng một con đường. Mua được hai tòa nhà lớn, tổng diện tích gần 3.000 m², trở thành một quy mô hoàn thiện đại đạo tràng. Tịnh Tông Học Hội của Đa Lát tiền nay có 4 vị chúng xuất gia thường trụ là Pháp Sư Ngộ Trần, Pháp Sư Ngộ Hạnh, Ni Sư Ngộ Thiên, Ni Sư Ngộ Bình. Pháp Sư Ngộ Trần tục danh Tăng Hiến Vĩ, tốt nghiệp Đại học Hải Dương ở Đài Loan, du học ở Mỹ, được học vị thạc sĩ khi làm việc ở Florida, từng tổ chức xã Phật học Miami, sau đó xuất gia với Pháp Sư Tịnh Không, là một vị Pháp tướng nhà Phật có tiền đồ vô hạn. Cư sĩ Hàn Anh, Động sự trưởng Tịnh Tông Học Hội Mỹ, là người Đông Bắc Đại Liên, Đại Lục, Trung Quốc, sinh năm 1922. Năm 1949, bà đến Đài Loan buôn bán làm giàu, dùng toàn bộ tiền kiếm được hộ trì Tam Bảo. Năm 1965, bà theo Pháp Sư Tịnh Không học Phật. Năm 1968, hộ trì Tịnh Sư, thành lập giảng đường Hoa Tạng, thư viện Hoa Tạng. Nhiều năm kinh doanh cực khổ, hiện nay giảng đường và thư viện có diện tích hơn 1.000 m², hơn 10.000 quyển sách báo, hơn 20 chúng xuất gia thường trụ. Bình thường giảng kinh thuyết pháp, các hoạt động giảng tọa, cộng tu niệm Phật dày đặc không ngừng nghỉ. Hơn 10 năm nay, Tịnh Sư Hoằng Hóa nhiều thành thị ở Mỹ, Canada, thủ đô hai nước Mỹ, Canada thành lập Tịnh Tông Học Hội như San Francisco, Los Angeles, Washington, Huntsville, Atlanta, Olay Matheson, Canada, đã có hơn 10 nơi. 2-3 năm nay, tổ chức Tịnh Tông Học Hội khắp Nam Bắc của Đài Loan và đã rộng khắp Đông Nam Á. Có thể thấy tương lai sôi nổi, nhà nhà Quán Thế Âm, Hồ Hồ A Di Đà bắt đầu từ đời này đó. Vua Lăng Ba sinh năm 1927, mất năm 2005, là cư sĩ Phật giáo có tiếng ở Đài Loan, người Lạc Dương, Hà Nam, ngành nghề là bác sĩ. Năm 1960, thọ nghiệp là môn hạ của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, từng thành lập Y viện Phật giáo Bồ Đề, Y viện Phổ Tế cứu giúp người bệnh. Cuốn sách giới thiệu Phật giáo với phần tử tri thức của ông có ảnh hưởng rất lớn. Ông đặc biệt có tiếng về phương diện viết truyện ký nhân vật Phật giáo. Tác phẩm có Chí Nguyện Nhân Vật Phật Giáo Cận Đại, Cao Tăng Truyện Phật Giáo Dân Quốc, Cư Sĩ Truyện Phật Giáo Dân Quốc, Học Nhân Truyện Phật Giáo Dân Quốc và Từ Điển Nhân Vật Phật Giáo Thời Hiện Đại, vân vân. Ngày 29 tháng 8 năm 2005, an tường vãng sanh. Giới thiệu sơ lược về Pháp Sư Tịnh Không. Giáo sư vinh dự của Đại học Griffiths, Đại học Queensland tại Úc. Giáo sư thỉnh giảng của Đại học Nhân dân Trung Quốc. Tiến sĩ vinh dự của Đại học Griffiths, Đại học Southern Queensland tại Mỹ. Viện trưởng Tịnh Tông Học viện Úc Châu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Pháp Sư Tịnh Không, pháp danh Giác Tịnh, tự Tịnh Không, sinh năm 1927 ở huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, tục danh Từ Nghiệp Hồng. Năm 1949, cư trú ở tỉnh Đài Loan. Năm 1954, lần lượt theo Đại Triết Giáo sư Phương Đông Mỹ ở Đồng Thành, Cao Tăng Tạng Truyền Chương gia Hô Độ Khắc Đồ và Đại gia Nho Phật Giáo sư Lý Bỉnh Nam ở Tế Nam, học tập kinh sử, triết học và Phật pháp 13 năm,
gắng sức nhiều nhất đối với Tịnh Độ Tông của Phật giáo. Năm 1959, Pháp sư xuất gia ở chùa Lâm Tế, Đài Bắc, liền lấy khôi phục giáo dục luân lý đạo đức thánh triết, tinh thần từ bi hoằng dương Phật Pháp Đại Thừa làm bổn phận của mình. Đến nay, năm 2012, giảng kinh dạy học được 54 năm, chưa từng gián đoạn. Người đầu tiên đề xướng chính danh Phật giáo và giáo dục Phật Đà, mở rộng in ấn kinh điển và vận dụng thiết bị ghi âm ghi hình, internet, truyền hình vệ tinh và giáo dục toàn dân nhân từ bác ái. Pháp sư từng làm giáo sư khoa triết học của Đại học Văn hóa Trung Quốc ở Đài Loan, viện trưởng Nội học viện Trung Quốc ở Đài Loan. Pháp sư thành lập thư viện Thị Thính Hoa Tàng, Quỹ Giáo dục Phật Đà và Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Ngài chỉ đạo Tịnh Tông Học hội Singapore mở lớp đào tạo nhân tài hoằng pháp. Hiện nay toàn cầu có hơn 100 đơn vị giáo dục Phật Đà mời Pháp sư làm đạo sư lâu dài. Hàng ngàn hàng vạn thính chúng học tập với Pháp sư thông qua dạy học từ xa. Ngoài giảng kinh dạy học, Pháp sư cũng vô cùng chú trọng đối với sự nghiệp y dược, giáo dục, từ thiện cứu tế, không phân quốc gia, tôn giáo, chủng tộc, sự cống hiến bình đẳng, chân thành. Bắt đầu từ năm 1997, Pháp sư cư trú ở Singapore 3 năm, dốc hết sức đoàn kết 9 tôn giáo lớn ở Singapore cho cả thế giới biết tôn giáo khác nhau trên thế giới thật sự có thể đoàn kết lại. Năm 2000, Pháp sư di cư qua Úc. 2 năm sau, năm 2002, nhận được tiến sĩ danh dự của Đại học Griffith và được lời mời đảm nhận giáo sư danh dự. Năm đó, thị trưởng thành phố Toowoomba trao tặng thị trưởng vinh dự. Năm sau, năm 2003, Đại học Queensland cũng mời Pháp sư đảm nhận giáo sư danh dự. Năm 2001, Pháp sư thành lập Tịnh Tông Học hội ở Toowoomba, Úc. Ngoài trừ giảng kinh dạy học, Pháp sư cũng tặng số lượng lớn kinh luận, sách thiện và đĩa, lưu thông miễn phí đến các nơi trên thế giới, công khai trao tặng tất cả đại chúng. Những nội dung trong đó đều là liên quan đến ngôn luận, tư tưởng của giáo dục thánh hiền, đề xướng luân lý đạo đức. Mấy năm nay, in ấn mấy ngàn bộ đại tạng kinh và thỉnh tứ khố toàn thư tặng các thư viện lớn, học phủ cấp cao và đơn vị Phật giáo khắp thế giới. Bản thân phụ trách sứ mạng học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Phàm là những nơi Pháp sư Tịnh Không đến đều tận tâm tận lực đoàn kết chủng tộc, hài hòa thế giới, đề cao lý tưởng của đạo đức. Tháng 7 năm 2003, Đại học Quốc tế Hòa bình Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quốc tế ở Bangkok, Thái Lan, thảo luận tôn giáo là mâu thuẫn hay hòa bình. Pháp sư dùng thân phận là giáo sư của Đại học Griffith ở Úc đại diện trường này đến tham dự và diễn giảng. Tháng 8 năm đó, Pháp sư nhận lời mời tham gia hoạt động chữa bệnh từ thiện Tây Tạng Quang Minh Vạn Lý Tình do Hội Xúc Tiến Thống Nhất và Hòa Bình Trung Quốc Úc phát động, quyên góp quỹ điều trị và thiết bị để điều trị bệnh đục thủy tinh thể cho đồng bào Tây Tạng. Dưới sự công kích của các tai nạn xảy ra liên tiếp trên thế giới, hoạt động của phần tử khủng bố quốc tế và nhiều bệnh truyền nhiễm, khát vọng đối với hòa bình và an định của mọi người càng ngày tăng thêm. Đối với lý niệm vũ trụ hài hòa, thế giới một nhà cũng nhận được sự hưởng ứng rộng lớn hơn của mọi người.
tháng 11 năm 2003, Pháp Sư nhận lời mời của Phó Tổng thống hãng Trác Cáp Tư ở Indonesia tiến hành viếng thăm nước này lần đầu tiên, gặp gỡ tiền Tổng thống trưởng lão Ngõ Tây Đức, thủ trưởng các bộ chính phủ và đại biểu tôn giáo. Khi đàm luận, lại ba lần nhấn mạnh xem trọng hoằng dương giáo dục tôn giáo, đề nghị đầy đủ tính xây dựng đối với hài hòa chủng tộc và hòa bình an định của Indonesia. Trưởng lão và các đại biểu tỏa ra sôi nổi, nhiệt liệt hoan nghênh Pháp Sư thường xuyên đến Indonesia giảng kinh thuyết pháp. Năm 2004, Pháp Sư liên tiếp nhận được học vị tiến sĩ danh dự do Đại học Châu Lập Hồi giáo ở Indonesia và Đại học Southern Queensland ở Úc trao tặng. Dù rằng cả đời Pháp Sư không màng danh lợi, danh văn lợi dưỡng của thế gian cũng như mây khói thoáng qua, người tu đạo tuyệt đối không tham nhiễm chấp trước chút ít gì. Nhưng những vinh dự này lại thể hiện là người có lòng yêu nước ở các nơi trên thế giới, vô cùng khẩn cấp đối với việc đề xướng giáo dục đa nguyên văn hóa và trùng chấn luân lý đạo đức. Có chung nhận thức cao độ, chính là dựa trên nhận thức và khẳng định này, ở Úc, Indonesia, Pháp Sư đã xây dựng tình hữu nghị chân thành đối với nhân sĩ giới tôn giáo chính trị. Tháng 1 năm 2004, Pháp Sư nhận lời mời dự hội nghị của Tổ chức Quốc giáo Kho văn Liên Hiệp Quốc và mạng truyền thông phi chính phủ châu Á đến dự hội nghị quốc tế duy trì phát triển giáo dục lâu dài ở Okayama, Nhật Bản tổ chức. Ở đại hội giảng diễn và trong tọa đàm phỏng vấn nhiều ngày, lãnh tụ tôn giáo các nơi trên thế giới và chuyên gia học giả cùng tụ ở một giảng đường nghiên cứu và thảo luận về hóa giải xung đột. Pháp Sư đưa ra tư tưởng kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên của cổ thánh tiên hiền, nói rõ tất cả tôn giáo đều là giáo dục nhân từ bác ái, muốn trừ bỏ xung đột, cứu vãn kiếp nạn nhất định bắt đầu làm từ hóa giải xung đột và bất bình của nội tâm. Mọi người tự xét lấy mình, tâm địa thuần tịnh thuần thiện, thế giới nhất định tràn đầy ánh sáng. Phong cách hiền từ và ôn hòa của Pháp Sư, lời nói khẩn thiết chân thành cộng thêm lời lẽ sâu sắc dễ hiểu, làm cho các học giả và nhân sĩ tôn giáo các chủng tộc, văn hóa, bối cảnh khác nhau lưu lại ấn tượng sâu sắc và bày tỏ ý chân thành tha thiết kính trọng. Tháng 4 năm 2004, tiên sinh Tái Đức Á Cơ, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Quốc gia Indonesia, mời Pháp Sư đến Indonesia lần nữa. Trong giảng diễn, chủ đề nhân đạo, yêu thương, thế giới hòa bình của Pháp Sư khẩn thiết nói rõ lý tưởng đại đồng để xã hội an định, thế giới hòa bình, nhất định xây dựng trên căn bản của sự phục hồi giáo dục luân lý đạo đức thánh hiền. Năm 2005, Pháp Sư vinh dự nhận được huân hàm AM của Nữ vương Anh Quốc, lại một lần nữa khẳng định sự cống hiến lớn lao của Pháp Sư đối với giáo dục đa nguyên văn hóa và đoàn kết tôn giáo thế giới. Từ nửa thế kỷ nay, dấu chân của Pháp Sư khắp năm châu lớn, nhiều lần đại diện các trường đại học đến tham dự hội nghị quốc tế hòa bình ở châu Á, châu Âu, nhiều lần cùng đoàn đại biểu chính tôn giáo lớn Singapore, năm tôn giáo lớn Indonesia viếng thăm các thánh địa và trường đại học tại Trung Quốc, Roma, Ai Cập. Những nơi Pháp Sư đến không chỉ nhận được sự ủng hộ yêu mến của tín chúng Phật giáo,
mà còn giao lưu thân thiết với nhân sĩ các tôn giáo, chân thành học tập, trở thành bạn cũ, đối đãi thành khẩn với nhau. Năm 2005, đại biểu của Tổ chức Quốc giáo Kho văn Liên Hiệp Quốc ở Úc nhiều lần đến thăm hỏi lão pháp sư, hy vọng cùng hợp tác với Tịnh Tông Học viện Úc Châu, mời lão giáo sư, học giả chuyên gia thật sự có tâm yêu thương, có học vấn đạo đức đến diễn giảng. Pháp sư giảng giải các giáo dục nền tảng Đệ Tử Quy, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, trong đó 6 ngôn ngữ Anh, Ả Rập, Tây Ban Nha, Nga, Pháp, lợi dụng Internet, truyền hình, vệ tinh phát đi phát lại 24 tiếng ở các nơi trên toàn thế giới, cho nhân sĩ toàn cầu nhận thức học tập giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả, tôn giáo, thần thánh, chí thiện viên mãn, nhìn thấy sự suy thoái của các tôn giáo thời cận đại, tình trạng chú trọng hình thức mà thiếu hụt thực chất. Pháp sư tích cực đề xướng thành lập Đại học Tôn giáo hoặc Đại học Đa nguyên Văn hóa, đào tạo nhân viên giáo sư truyền đạo của các tôn giáo, thâm nhập giáo nghĩa, nêu cao tố chất. Thành thật hy vọng các nhân sĩ học tập tôn giáo đều có tinh thần tôn kính, nhân từ bác ái, thực hiện lý tưởng đại đồng về hài hòa xã hội. Đối với xã hội ngày nay, lão pháp sư lại càng nhấn mạnh, chỉ có hiểu rõ sâu sắc giáo dục nhân quả mới có thể thật sự tự lợi lợi tha, tự độ độ tha. Nếu không hiểu rõ nhân quả, dù cho học tập giáo dục luân lý đạo đức cũng dễ lưu truyền bề ngoài, chỉ có hình thức. Vì vậy tiên sinh Chu An Sĩ đời Thanh nói, mọi người đều hiểu rõ nhân quả là đạo đại trị thiên hạ, mọi người không hiểu nhân quả là đạo đại loạn thiên hạ. Những năm gần đây, pháp sư đặc biệt nhấn mạnh phải thực hiện lời giáo huấn của Đệ Tử Quy, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Vì vậy nền tảng của ba nhà Nho Thích Đạo thực sự là đại căn đại bản của tất cả giáo dục luân lý đạo đức. Nếu không thiết thực thực hành tất cả đức hạnh học vấn của thế gian xuất thế gian, chỉ như lâu đài trên không, tự hành hóa tha, điều khó có thành tựu thật sự. Thế kỷ 20, tiến sĩ Thang Ân Tỷ, nhà lịch sử học Anh Quốc từng nói, nếu muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Kinh nghiệm nhiều lần tham gia hội nghị hòa bình quốc tế làm cho lão pháp sư có nhận thức sâu sắc, chỉ có thành lập nơi làm mẫu kiến lập hài hòa xã hội mới có thể làm cho người đời hiểu và khẳng định nhân tính bổn thiện, nói cho người đời biết hài hòa thế giới có thể thực hiện được. Thế là pháp sư lo liệu nguyên tắc xử thế, chỉ mở nếp sống mới, không làm thầy của người, thành lập Trung tâm Giáo dục Văn hóa ở thị trấn Thang Trì, huyện Lư Giang, quê nhà An Hy, đào tạo giáo viên giáo dục luân lý đạo đức, triển khai giáo dục luân thường toàn dân trong trấn nhỏ, đề cao tiêu chuẩn đạo đức của mọi người, dân dân thành thật chất phác, biết lễ nghĩa. Năm 2006, lão pháp sư nhận lời mời của Tổng bộ Tổ chức Quốc giáo Kho văn Liên Hiệp Quốc tham gia hội họp long trọng kỷ niệm đản sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 2550 năm, kỷ niệm cống hiến của tín đồ Phật giáo đối với nhân loại. Bèn xiển dương bằng mọi cách trong hội họp, tôn giáo có thể đoàn kết lại, dân dân có thể dạy tốt được, giáo dục văn hóa truyền thống thánh hiền đối với xã hội hiện nay vẫn còn thực dụng sâu sắc. Năm 2006, pháp sư Tịnh Không tham dự làm phim chuyên mục Con Cháu Đông Phương,
của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc do Trần Đại Huệ chủ trì. Chế tác hình Công ích cỡ to, hài hòa cứu vãn nguy cơ do Viện Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo Bắc Kinh chủ trì. Tiết mục đi sâu vào giới thiệu Hoàng Dương ba tư tưởng truyền thống văn hóa Nho Thích Đạo làm chủ yếu, phân tích kỹ càng nguyên nhân của các nguy cơ, hoàn cảnh và nhân văn trong phạm vi của toàn thế giới hiện nay, và trình bày rõ con đường hóa giải là lấy hài hòa làm tông chỉ. Phát biểu đi sâu vào nhiều phương diện trong giáo dục gia đình, giáo dục trường học, giáo dục xã hội, đoàn kết tôn giáo, hóa giải xung đột, nhận thức sâu sắc sự hài hòa, truyền bá và lưu thông hài hòa cứu vãn nghi cơ, có ý nghĩa tích cực vô cùng quan trọng trong xây dựng xã hội chủ nghĩa và hài hòa xã hội. 30 năm gần đây, phạm vi Hằng Dương pháp môn tịnh độ rộng lớn, ảnh hưởng lớn nhất, độ chúng nhiều nhất, không ai hơn lão pháp sư Tịnh Không. Đơn giản mà nói, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật là nguyên tắc bất biến trong đối nhân xử thế của lão pháp sư Tịnh Không. Nhân từ bác ái, tu thân vi bổn, giáo học vi là chủ trương thường nhất trong giảng kinh dạy học của pháp sư. Thành kính khiêm hòa làm cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui là ý nghĩa chân thật trong cuộc đời của Ngài. Diễn giảng của pháp sư Tịnh Không ở Phật Học Viện Trung Quốc, pháp sư Năng Tiến Chỉnh Lý. Buổi sáng ngày 27 tháng 3 năm 1999, chùa cổ ngàn năm Pháp Nguyên ở Bắc Kinh. Trời trong ngàn dặm, chim lành tụ tập hót. Thầy trò Phật Học Viện Trung Quốc mặc y phục bên ngoài màu vàng, xếp thành hàng nghênh đón. Tín chúng cư sĩ tay cầm hoa tươi, miệng niệm Phật hiệu, xếp thành hai hàng theo sau. Đại đức Tịnh Độ Tông lão pháp sư Tịnh Không thời nay hơn 70 tuổi, tinh thần sung mãn, bước đi ung dung. Theo đó là tiếng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật của đông đảo tín chúng, bước vào Đại Hùng Bảo Điện lạy Phật ba lạy. Sau đó bước vào đại lễ đường của Phật Học Viện làm buổi giảng diễn đặc sắc. Nay y theo sự ghi chép trong băng đĩa ghi âm pháp sư diễn giảng dưới đây và phân kính thành các chương kèm theo đầu đề, nguyện các đồng nhân đều được pháp hỷ. Các vị pháp sư, các vị đồng học, đại đức, lần này cũng vô cùng hiếm có, tôi nhận lời mời của Cục Tôn giáo huyện Bắc Bộ trở về nước. Hôm nay có cơ hội này gặp mặt mọi người ở đây, tôi biết các đồng học đều rất nhiệt tình, tôi vô cùng cảm kích. Bởi vì lần này tôi cũng đem đến rất nhiều phiền phức cho khách sạn, chính là người đến thăm tôi quá nhiều, tất cả công an của khách sạn này đều bị điều động, chưa từng thấy tình hình này. Do đó tôi trở thành một người không được hoan nghênh. Lần này để tránh phiền phức cho khách sạn, vì vậy ở Điếu Ngư Đài, trong Điếu Ngư Đài cũng có không ít đồng học vào cổng đến phòng tìm tôi, cũng đem lại rất nhiều phiền phức cho cảnh vệ của Điếu Ngư Đài. Họ nói vị khách này rất phiền phức, sao lại có nhiều người đến tìm, vừa có điện thoại lại có khách, do vậy tôi không dám về nước. Tôi rất hy vọng về nước để thăm các vị đồng tu, hy vọng sau này tôi đến thăm quý vị, quý vị đừng đến tìm tôi, tôi sẽ đến thăm quý vị. Tôi đến thăm quý vị như vậy thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Một, giáo dục Phật Đà, vô thượng diệu pháp. Phật pháp ở nước ngoài mấy chục năm nay tuyên truyền chính là giáo dục của Phật giáo.
chỉ có giáo dục của Phật giáo, chúng ta mới có được lợi ích chân thật, mới có thể giải quyết vấn đề của xã hội. Học Phật thật sự là hưởng thụ hạnh phúc nhất, viên mãn nhất của đời người. Phật Pháp dạy chúng ta làm sao làm người, làm sao làm việc, làm sao đối nhân xử thế tiếp vật. Vì vậy, lời giáo huấn của Phật, các vị đại đức xưa khẳng định tất cả lời Phật nói gọi là diệu pháp. Vậy rốt cuộc diệu ở chỗ nào vậy? Người ta nói ra một lý lẽ cụ thể, đó là bất kỳ bộ kinh nào đều đầy đủ bốn điều viên mãn: giáo, lý, hành, quả. Điều kiện này là bất kỳ sách vở nào của thế gian cũng không thể sánh bằng. Không chỉ một bộ kinh, thậm chí mỗi một câu nói đều đầy đủ, đều đầy đủ bốn điều kiện này. Bốn điều kiện này, dùng lời nói hiện đại mà nói, là giáo dục chân thành Phật giảng cho chúng ta. Tâm Phật không có chút ích kỷ nào, giáo huấn chân thành trong những lời Ngài nói, có lý lẽ chân thật, dạy bảo chúng ta hành vi chí thiện. Nhà nho của chúng ta giảng vô cùng hoàn thiện, nhưng chỉ giảng một nguyên tắc, không nói tường tận, không nói cụ thể. Hậu nhân dựa vào tập kết trở thành quy tắc trong cuộc sống này. Đó chính là lễ, nghi lễ, lễ ký, chu lễ. Người Trung Quốc chúng ta gọi là tam lễ. Đó là cuộc sống mẫu mực của cổ nhân. Đó là hành vi chí thiện. Trong Phật Pháp giảng 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh. Điều này đều phân bố trong tất cả kinh luận. Vì vậy, điều Phật giáo dạy chúng ta chỉ là hành vi chí thiện. Chúng ta y theo giáo huấn của Phật, chăm chỉ học tập, chúng ta sẽ được gì? Dùng lời hiện đại mà nói, học Phật là hưởng thụ cao nhất, hưởng thụ hạnh phúc nhất, mỹ mãn nhất của đời người. Từng câu từng chữ Phật nói đều có đầy đủ bốn phần. Bốn điều kiện này gọi là diệu pháp. Chúng ta làm thế nào để tiếp nhận? Từ xưa đến nay, tổ sư đại đức dạy chúng ta phải tin sâu không nghi đối với giáo huấn của Phật. Nếu như không hiểu rõ lý lẽ của Phật thì không thể nào làm được sự hưởng thụ cao nhất. Vì vậy, nhất định phải hiểu lý lẽ đó, phải theo sự chỉ dạy của Phật mà tu hành. Tu hành, hành là hành vi trong đời sống của chúng ta. Nhà Phật giảng tam nghiệp. Trong cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta, hành vi ý nghiệp, ngôn ngữ của chúng ta, hành vi khẩu nghiệp, nhất cử nhất động của thân thể chúng ta, hành vi thân nghiệp, hành vi nhiều hơn, thân ngữ ý đều bao quát hết. Vì vậy, phải căn cứ theo lý luận, căn cứ vào phương pháp, sửa chữa hành vi sai lầm của chúng ta. Đây gọi là tu hành. Lý lẽ này phải hiểu. Chúng ta nghĩ sai rồi, nói sai rồi, làm sai rồi, tiêu chuẩn về đúng đắn và sai lầm chính là giáo huấn của Phật. Dựa theo giáo huấn của Phật mà tu hành. 2. Thế giới hòa bình, giáo học vi tiên. Mọi người đều biết, xã hội hiện nay động loạn, cả thế giới đều động loạn. Hiện nay châu Âu đang giao chiến, chiến tranh này không biết làm sao kết thúc, có thể biến thành đại chiến thế giới hay không, rất khó nói. Tại sao thế gian có chiến tranh? Tại sao giữa người và người có tranh chấp? Phật nói với chúng ta, do chúng ta không hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, mê hoặc rồi, thuận theo phiền não tập khí của chính mình. Vậy thì xung đột, hiểu lầm giữa người và người nhất định không thể tránh khỏi. Muốn giải quyết sự việc này, chúng ta quan sát từ lịch sử, quan sát tình hình của toàn thế giới. Quý vị nghĩ hôm nay bán đảo Ba Khan, sự kiện này, vấn đề chủng tộc, vấn đề tín ngưỡng tôn giáo, đây thuộc một loại xung đột của bất đồng tín ngưỡng,
bất đồng chủng tộc. Vấn đề này chính trị không thể giải quyết được, quân sự cũng không thể giải quyết. Sự giao chiến này chỉ ghi lại thù hận, thậm chí còn thâm thù đại hận nữa. Phật giáo của chúng ta nói oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Họ không tin có kiếp sau. Thật sự có kiếp sau, kiếp sau còn phục thù, như vậy thì phiền phức rồi. Quân sự không thể giải quyết, vì vậy chúng ta mới hoãn nhiên đại ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật phục vụ cho tất cả chúng sanh. Thân phận Ngài là Thái tử, Ngài có thể làm quốc vương. Ngài biết chính trị không thể giải quyết, vì vậy không làm quốc vương nữa. Đến hôm nay chúng ta mới biết Thích Ca Mâu Ni Phật võ nghệ cao cường. Ngài là tướng quân, Ngài có thể làm nguyên soái. Ngài biết vũ lực không thể giải quyết, vì vậy không làm tướng quân nữa. Lại đối với quý vị, kinh tế cũng không thể giải quyết, khoa học kỹ thuật cũng không thể giải quyết. Thực sự có thể giải quyết là giáo dục đó. Quý vị phải chỉ bảo nhân dân, phải chỉ bảo quần chúng, làm cho mọi người đều giác ngộ, đều tỉnh ngộ, vấn đề này mới có thể giải quyết. Vì vậy giáo dục của nhà Nho Trung Quốc, giáo dục của Phật Pháp là một đạo lý của giáo dục làm người. Quý vị làm người cũng không làm được, quý vị nhất định tạo tội nghiệp, nhất định phải đọa lạc. 3. Muốn học đạo Phật, trước học làm người. Xã hội ngày nay, cho dù ở bất kỳ nơi nào, tại sao tỷ lệ phạm tội cao như vậy? Không biết làm người, không thể trách họ. Họ chưa từng tiếp thu đạo lý làm người, làm sao họ có thể hiểu được? Phật dạy chúng ta tu hành bắt đầu làm từ đâu? Từ tam phước, tịnh nghiệp tam phước mà Quán Vô Lượng Thọ Kinh giảng đó. Phật nói rất rõ ràng, ba điều này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Đã nói rõ Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều tu học trên nền tảng này, quý vị mới có thể làm Phật, quý vị mới có thể thành tựu. Điều thứ nhất của tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, chúng ta đã làm được chưa? Điều đầu tiên này, điều này cũng không làm được, còn lại không được gì. Giống như căn nhà vậy, phải đặt nền móng, nền tảng mà. Quý vị đều thọ tam quy rồi, đều thọ ngũ giới, Bồ Tát giới rồi, có kết quả không? Tam quy ngũ giới, Bồ Tát giới là hình thành từ đây. Điều đầu tiên quan trọng nhất, nhớ lấy, phải nhớ kỹ. Vì vậy Phật dạy quý vị làm người, quý vị là thiện nhân trong cõi người mới có thể học Phật. Đầy đủ điều đầu tiên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát. Từ tâm bất sát đó chính là chuẩn bị của ngũ giới. Quý vị vẫn chưa thọ ngũ giới, chưa chính thức thọ ngũ giới, học trước. Trước tiên học ngũ giới, sau khi học tốt rồi thì chính thức thọ ngũ giới, sau đó lại thăng cấp, thăng lên một cấp. Đây chính là phước thứ hai rồi. Câu đầu tiên của phước thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây mới bước vào cửa Phật đó. Phía trước bạn không có điều kiện này, làm sao có thể bước vào cửa Phật? Vì vậy chúng ta vào cửa Phật để xem náo nhiệt thôi. Lần trước tôi đến đây cũng đã giảng với các vị đồng tu. Học sinh của Phật, đệ tử của Phật là tấm gương của đại chúng trong xã hội, là mẫu mực của đại chúng trong xã hội. Chúng ta nhìn thấy sai lầm của đại chúng trong xã hội, chúng ta phải giúp họ sửa chữa lại. Sửa chữa từ đâu vậy? Sửa chữa từ bản thân. Bản thân chúng ta nhất định phải làm một tấm gương tốt. Hiện nay tôi đến nơi nào, đồng học rất nhiệt tình, việc tốt, tôi rất cảm động, cảm kích. Nhưng mọi người không có trật tự, không có trật tự thì loạn rồi. Vậy thì nếu như chúng ta rất ngay ngắn,
rất trật tự. Đại chúng xã hội nhìn thấy quý vị tốt, Phật giáo này rất hay, đây là học sinh của Phật, thật sự khác với tất cả đại chúng. Họ liền sanh khởi tâm cung kính đối với Phật giáo. Vậy thì trong vô hình, chúng ta đang hoằng pháp lời sanh đó. Không cần mở miệng nói pháp, làm tấm gương cho người khác xem. Họ không giữ trật tự, tôi giữ trật tự. Họ không tuân thủ pháp luật, tôi tuân thủ pháp luật. Họ không tuân thủ quy tắc, tôi tuân thủ quy tắc. Phật dạy chúng ta trì giới, trì giới là giữ pháp. Vì vậy đừng nhớ chết các giáo điều, đó toàn bộ đều là sống đấy. Phải tuân thủ luật pháp của quốc gia, tuân thủ quy ước của địa phương. Đây chính là gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Nhập cảnh phải tùy tục. Chúng ta đến nước ngoài, luật pháp của nước ngoài không giống ở Trung Quốc. Đến quốc gia nào phải tuân thủ giữ gìn luật pháp của quốc gia đó. Còn nữa, không có văn tự nào ghi chép lại quan niệm đạo đức, phong tục tập quán, phải thăm dò kỹ càng, đều phải tuân thủ. Như vậy, khi quý vị đi đến bất cứ nơi nào cũng được sự hoan nghênh của quần chúng khu vực đó. Đây là khi chúng ta học Phật, Phật Đà dạy cho chúng ta đó. Vì thế trên nền tảng này lại thăng lên cấp cao. Vậy thì có được nền tảng của Đại Thừa rồi. Phát Bồ Đề Tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấm hành giả, ba điều này là một câu đó, là căn bản của học Phật. Vậy bắt đầu học Phật Pháp từ đâu? Bắt đầu học từ đây, bỏ đi điều này mà giảng cao hơn, giảng sâu xa hơn, không phù hợp với hiện thực, không thể thực hiện, chúng ta không có được chút thọ dụng nào. Vì vậy tu học của Phật Pháp phải thực tiễn trong cuộc sống. Chúng ta thật sự ghi nhớ giáo huấn của Phật, hiểu rõ nhưng lại không làm được. Vậy thì có nền tảng này, niệm Phật mới có thể quảng sanh. Trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, phu nhân Vi Đề Hy thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật. Bà gặp phải tai nạn, dùng lời nói hiện nay, con trai bà bất hiếu, đạo chính trong triều, đã giết cha ruột, giam cầm mẹ mình, cướp đoạt ngôi vị. Gặp phải nạn lớn như vậy, bà cực kỳ nản lòng. Vì vậy cầu xin Phật chỉ dạy, có thế giới chư Phật ở nơi khác, bà bằng lòng vãng sanh, không muốn ở nơi này nữa. Thế Tôn rất dân chủ, rất văn minh, không nói thế giới nào tốt, vị Phật nào tốt, không giới thiệu. Tất cả lãnh thổ của chư Phật hoàn toàn hiện ra trước mặt bà, giống như chúng ta xem tivi vậy. Quý vị xem được tất cả, quý vị có thể chọn lựa. Bà chọn thế giới cực lạc, chọn A Di Đà Phật. Sau khi chọn xong, Thế Tôn gật đầu, bà chọn rất hay, chọn rất hay, bà rất thông minh. Lãnh thổ của chư Phật, bà có thể chọn thế giới cực lạc. Đây là phu nhân Vi Đề Hy cầu Phật dạy bà phương pháp gì có thể vãng sanh. Phật mới giảng ba điều này. Trước kia chưa nói đến phương pháp vãng sanh, giảng căn bản trước, quý vị thật sự có thể làm được ba điều này, sau đó niệm Phật mới có thể vãng sanh. Quý vị phải nhớ, người ở thế giới Tây Phương cực lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ đó. Nếu tôi không thiện, đến đó để nổi giận, hàng ngày gây sự kiếm chuyện với người khác, vậy thế giới cực lạc không phải bị quý vị làm hỗn loạn rồi sao? Làm sao có như vậy được chứ? Phật rất hoan nghênh quý vị đi. Đại chúng không đồng ý. Bản thân nhất định phải có thiện hạnh, bản thân cũng phải có điều kiện của thượng thiện. Được đến thế giới Tây Phương cực lạc, A Di Đà Phật hoan hỷ, đại chúng cũng hoan hỷ. Cái lý lẽ này nhất định phải hiểu. Người học Phật phải học tập theo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều vãng sanh tịnh độ.